Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Lão Fitness. Thì hôm nay cái chương trình của chúng ta sẽ là lịch tập giảm mỡ eo thon 3 buổi một tuần cho nữ mới bắt đầu tập luyện tại phòng gym. Rồi, đầu tiên thì làm sao để các bạn xác định được cái lịch tập này phù hợp với bạn hay không? Nó sẽ có những vấn đề như sau. Nhưng một là cái thể lực hiện tại của bạn nó đang ở mức nào, bạn đủ sức bạn chạy bộ hay chạy bền ở mức nào, thì bạn có thể vào trang web ralongfitness.com để các bạn test. Rồi, dựa trên những cái này, mình sẽ phân ra làm 3 buổi một tuần dành cho các bạn nữ mới tập. Cái này phù hợp với ai? Thứ nhất, cái lịch tập này mình sẽ thiên về khuynh hướng là tập chân khá nhiều và tập để giảm mỡ khá nhiều. Nghĩa là nếu bạn nào, nữ nào mà cao cỡ 1m55 mà các bạn nặng có tầm 40kg thì các bạn không nên tập theo cái bài này lắm. Bởi vì những cái bài tập sau đây mình thiết kế ưu tiên theo khuynh hướng là giảm mỡ rất nhiều và đốt calo rất nhiều. Điều thứ hai là để đảm bảo bạn có thể tập theo cái chương trình này, bạn phải đảm bảo một điều là bạn không gặp những cái vấn đề về hô hấp, tim mạch, đau thắt lưng hay khớp gối. Tại vì khi mà bạn gặp những vấn đề đó thì điều đầu tiên bạn nên tìm đó là bác sĩ chứ không phải mình. Bác sĩ sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn. Rồi sau khi bạn khỏe mạnh lại rồi hãy đến với chương trình này nha. Đầu tiên, ở đây mình sẽ ghi chú rất rõ cho các bạn. Mình sẽ thiết kế và các bạn lấy giấy bút ra, các bạn ngồi ghi lại. Đây là một cái phát sự phát sóng và chia sẻ lịch tập miễn phí nha. Rồi, đầu tiên á, cái ngày chúng ta sẽ có 3 ngày. Ngày 1 chúng ta sẽ tập thể lực, ngày 2 chúng ta tập thân trên, ngày 3 chúng ta tập chân và bụng, ngày 2 chúng ta tập thân trên với bụng, ngày thứ 3 chúng ta tập chân với bụng, ngày đầu chúng ta tập thể lực. Rồi, tại sao ngày đầu mình lại khuyên các bạn tập thể lực? Tại vì sau một tuần hay sau một cái thời gian bạn nghỉ ngơi, khi bạn quay lại, cái đầu tiên mình muốn bạn rèn luyện đối với các bạn nữ khi các bạn tập luyện đó vấn đề thể lực. Cái vấn đề này thì chị mình dạy rất nhiều chị em nào cũng gọi hỏi nói mình là em ơi, anh ơi, tại sao tập thể lực mệt quá, tập mới tí xíu mà thở rồi bị rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết áp, rối loạn tiền đình tùm lum hết, say sẩm chóng mặt. Vấn đề ở các bạn nữ, vấn đề đối với phụ nữ là bình thường mọi người ít vận động quá. Thậm chí đối với cả nam giới dân văn phòng, phần lớn khách hàng của mình muốn hướng tới và nhắm tới là những đối tượng của dân văn phòng. Mình muốn đưa cho họ một chương trình tập luyện nó đơn giản và nó hiệu quả thôi, nó không cần phải quá phức tạp. Nhưng bạn phải thật sự, bạn phải chấp nhận việc là sau một cái khoảng thời gian bạn quay trở lại tập luyện, bạn sẽ rất là mệt. Những ngày đầu tiên mà mình tới việc tập luyện, bạn sẽ mệt, mệt ơi là mệt luôn. Bạn có thể tới phòng tập, bạn ói lên, ói xuống, tập say sẩm, đó là chuyện bình thường. Nhưng nó không đến mức là gọi là nguy hại tới sức khỏe của bạn. Bởi vì bạn rất khó tập đến mức mà nguy hại, ví dụ như là trụy tim hay là đột quỵ giống như vận động viên chuyên nghiệp. Bởi vì điều đó rất là khó. Bạn tập tại phòng gym, bạn không có người cạnh tranh với bạn. Bạn chỉ cần tập khi bạn cảm thấy mình nó quá mệt, bạn không có tập nào nữa, bạn đi về, bữa sau tập tiếp, không sao hết. Cho dù hôm nay mình ghi ra một cái lịch như thế này, chiều bạn về bạn cầm nó bạn tập theo, hoặc là bạn tập theo những cái chương trình của mình, bạn tập với huấn luyện viên online của mình, hay là những cái chương trình 300 calo, 400 calo mình quay video sẵn, bạn tập không nổi thì thôi, bữa nay thì thôi, bạn ghi chép lại bữa nay bạn tập tới đâu, ngày mai bạn tập tiếp. Và cái nền tảng thể lực nên bắt đầu với nó để các bạn tập luyện. Nó là khi các bạn tập luyện được, các bạn khỏe được cái nền tảng thể lực, các bạn được nhiều là vấn đề lợi lắm nha. Đầu tiên là tim mạch của bạn nó khỏe hơn. Khi nó khỏe hơn thì nó sẽ bơm máu đến các nhóm cơ của bạn để bạn tập luyện được nhiều hơn. Và khi bạn tập luyện được nhiều hơn thì bạn sẽ đốt mỡ nhiều hơn. Tương tự là cái hô hấp, cái phổi của bạn, bạn luyện được cái khả năng hít thở liên tục khi cơ thể vận động, hít thở nhiều, đưa vào nhiều oxy vào cơ thể và thải ra một cách hợp lý. Thì khi bạn tập luyện tất cả những bài tập sau này, bạn sẽ ít mệt hơn, ít bị choáng hơn. Và điều đó là cực kỳ cần thiết cho việc mà cơ thể của bạn nó trở nên săn chắc hơn và đốt mỡ nhiều hơn. Cũng như việc luyện tập thể lực nó làm cho tiêu hóa của bạn tốt hơn, nó duy trì cái mức ổn định đường huyết trong cơ thể của bạn hiệu quả hơn. Nó dẫn tới việc là bạn sẽ quen ăn những cái đồ ăn hấp thụ năng lượng chậm như rau, củ, quả, trái cây, và hạn chế ăn những đồ ăn hấp thụ năng lượng nhanh như bánh ngọt, kẹo, những đồ ăn có đường, chè. Như vậy thì bạn sẽ giúp bạn giảm mỡ hiệu quả hơn. Do đó, nói lại một lần nữa, thể lực là nền tảng của thể thao và bạn cần phải rèn luyện nó. Như vậy, cái ngày đầu tiên mà bạn tập thể lực ở đây, mình sẽ thiết kế cho bạn một cách rất đơn giản để bạn bắt đầu làm quen. Sau khi mà bạn khởi động, bạn có thể đi bộ cỡ 300m thôi, nhưng mà bạn đừng đi tới mấy cây số. Có nhiều phụ nữ, nhiều bạn, thậm chí nam giới nữa, lên máy chạy bộ nam giới ở tuổi trung niên á, ba mấy 40 tuổi lâu lắm rồi không tập thể thao. Mà nay mình không nói thành phần thanh niên nha,
Tại vì phần lớn đối tượng khách hàng của mình không nhắm tới độ tuổi thanh thiếu niên, có từ 15 đến 25, 25 tuổi là nam. Phần lớn đây là lịch tập cho đối tượng ở tuổi cỡ ba mấy 40 trở lên, một lịch tập 3 buổi một tuần dành cho mọi người lâu lắm rồi mới đến phòng gym. Và để duy trì sức khỏe, mỗi độ tuổi nó có một cái lịch tập khác nhau. Ok, rồi với nữ trong độ tuổi này, các bạn nặng bình quân, cao bình quân khoảng 1m55 đến 1m65, các bạn nặng bình quân khoảng từ 52 kg đến 60 kg. Ví dụ với một cơ thể phụ nữ nặng cao 1m55, nặng 65 kg, khá là mập, BMI phải rơi vào khoảng tầm 24-25, nó sẽ bắt đầu của vấn đề là thừa cân béo phì. Trọng lượng bạn rất nặng để mà bạn có thể vào bạn chạy bộ ngay lập tức. Mình khuyên là cái buổi đầu tiên bạn nên làm quen với món đi bộ, nhưng bạn đi cỡ 500 mét thôi. Ở đây chúng ta sẽ có cái bài tập đầu tiên số 1, đó là đi bộ 500 mét. Đây là một cách bắt đầu thật sự rất hữu hiệu đối với đối tượng như mình nói là phụ nữ cao 1m55, nặng cỡ 55 tới 65 kg, đã lâu lắm rồi không tập thể thao. Tại vì cái cách mà bạn vô, bạn khởi động, bạn xoay cổ tay, xoay khớp gối, xoay vai, xoay hông, xoay chân, và bạn bắt đầu bạn đi bộ như vậy, nó giúp bạn điều hòa cái hơi thở, nhịp thở của bạn, nó xây dựng đều và bạn bắt đầu bạn nóng người lên dần, nó không có một cái gì đó gọi là quá đột ngột, bạn sẽ dễ làm quen. Tuy nhiên bạn hãy lưu ý, để mà đi bộ nó có thể hiệu quả hơn, mình khuyên bạn hãy đi bộ trong mức khoảng từ 6 km trên giờ trở lên. Phần lớn mọi người sẽ hay đi theo thói quen của người Việt Nam, họ sẽ đi ở mức khoảng 4 km trên giờ thôi, nhưng mình khuyên các bạn hãy đi ở mức khoảng 6 km trên giờ. Cái mức này là có thể gọi là bạn hơi hơi chạy nhẹ. Như vậy thì quãng thời gian hoàn thành của việc khi bạn đi 6 km trên giờ cho một quãng đường đi bộ 500 m, bạn sẽ chỉ tốn trong đó khoảng 8 phút. Rồi, đến với phần tiếp theo. Khi mà bạn đã đi bộ mệt rồi, nếu bây giờ trong thời điểm này mình kêu bạn chạy bộ tiếp, bạn sẽ rất là đuối, chưa chắc gì bạn có thể làm được. Nhưng một cái bài thể lực đơn giản hơn dành cho bạn, bạn có thể vào bạn tập cái bài Jumping Jack, là cái bài thể lực như thế này. Cảm ơn một xíu nhé. Đây đây là bài thể lực Jumping Jack, một cái bài thể lực cực kỳ đơn giản, những người mới có thể bắt đầu. Các bạn có thể đứng tại chỗ, các bạn nhảy cái gì, hít thở thở hít thở hít hít thở hít thở, rất đơn giản đúng không? Bài Jumping Jack này hãy tập 3 hiệp, mỗi hiệp 30 cái thôi, 30 cái thôi, rất là ít luôn á. 30 nhân 3 Jumping Jack nha. Rồi, đây là cái cách nền tảng thể lực đầu tiên dành cho những người mới bắt đầu tới phòng gym. Rồi, sau khi bạn tập bài này, bạn sẽ nên làm quen với bài tập thể lực nào khác một cách đơn giản nhất. Đơn giản hơn nữa, đó là bài chạy nâng cao đùi tại chỗ. Này, chạy nâng cao gối lên. Khi các bạn chạy, cái gối của bạn nâng cao gì? Động tác này khá là mệt. Thường thì các bạn với phụ nữ thì các bạn nên chỉ tập khoảng tầm 20 đến 30 cái mỗi bên, nó là khá là nhiều rồi. 20 đến 30 cái mỗi bên khá là nhiều cho những bài tập thể lực này. Rồi, như vậy thì bạn sẽ có cái ngày đầu tiên cực kỳ ít luôn. Hãy tập lại một cái chu kỳ này nhưng mà gia tăng dần lên. Mình không khuyến khích các bạn ngày đầu tiên tới phòng gym hoặc là lâu lắm rồi các bạn không đi tập mà các bạn tập quá nhiều bài tập. Các bạn còn đơn giản hóa cái chương trình tập luyện của bạn, nhưng cường độ, mức độ gia tăng dần đó mới là cái quyết định của việc bạn đốt nhiều calo hay không. Cái ngày đầu tiên mình chỉ cần các bạn 3 bài thôi, đó là đi bộ, jumping jack và chạy nâng cao đùi. Tuy nhiên ở mỗi bài bạn sẽ bắt đầu bạn tăng dần nó lên. Chúng ta sẽ có 3 lần lặp lại của chu kỳ này. Đầu tiên bạn đi bộ 500 m, tiếp theo 30 x 3 lần nhảy jumping jack và 20 cái mỗi bên chân nha. 20 cái mỗi bên chân nha, tại bạn chạy nâng cao đùi mà bạn chạy 20 cái mà hai bên chân nó nhanh lắm, chạy tích tắc 10 giây là hết à. 20 cái mỗi bên chân chạy nâng cao đùi và lặp lại cái chu kỳ này với việc là bạn có thể tập lại 2 lần. Lần thứ hai bạn có thể đi bộ nhanh hơn một chút. Đi lên cỡ năm vẫn là 500 m, nhưng mà bạn hãy chạy đi lên cỡ 7 km/h, tăng từ từ thôi, đừng ham quá vì bạn sẽ không thể đốt mỡ ngay hôm nay. Tập luyện là một cái quá trình lâu dài và bạn sẽ phải gia tăng từ từ. Bạn sẽ rất khó ngay, bạn thấy ví dụ như là bạn đã vô, bạn thấy một người đó nó tập quen rồi, họ có thể chạy 500 m với đều vận tốc 12 km/h, bạn mà mới vô mà bạn chạy 6 km/h bạn đã thấy mệt rồi.
và bạn bấm lên 12 km/h bạn chạy là bạn xỉu luôn á. Bạn cơ thể bạn sẽ không quen, không đáp ứng đủ cái lượng oxy cho cái việc vận động như thế. Bạn chỉ cần tăng từ đâu thôi, từ 6% lên 7 ở hiệp thứ hai. Rồi tương tự như vậy, jumping jack từ 30% 35 ở hiệp thứ hai, ở lần thứ hai của một cái chu kỳ lần hai. Cũng như là cái bài chạy nâng cao gối, bạn tăng lên cỡ 25 hoặc 30. Như vậy thì bạn nên có một cuốn sổ, bạn ghi chép lại. Có thể là cái quá trình mà rèn luyện thể lực ở ba nhóm bài tập này bạn có thể kéo dài nó tới 3 tuần, thậm chí là 4 tuần. Như vậy thì cách đơn giản nhất để mà bạn tiến bộ đó là bạn hãy ghi chép lại. Một cái điều đơn giản là ví dụ như tuần này bạn nhớ trong đầu, bạn hoàn thành 500m trong khoảng thời gian là 10 phút. Bạn chỉ còn tuần tới cũng là 500m, bạn không cần chạy nhiều hơn, hãy hoàn thành nó trong cỡ 9 phút 30 giây. Tuần tới nữa 9 phút. Như vậy thì 1 tháng sau hoặc 2 tháng sau, từ 500m từ bạn từ 10 phút bạn giảm xuống khoảng tầm 6 phút. Vậy thì là bạn đã giỏi hơn rất là nhiều và thể lực của bạn nó sẽ tăng lên rất là lớn. Khối lượng cơ chân nó cũng phải hoạt động và nó xây dựng một khối lượng lớn như vậy để nó đưa cơ thể của bạn phù hợp với việc gia tăng dần cái việc bạn chạy bộ. Nhớ nha, hãy ghi chép lại những phần đó, đừng lên máy chạy bộ tới phòng tập mỗi ngày mà tập theo quán tính. Bạn tập theo quán tính đôi khi ví dụ hôm nay bạn thấy 500m bạn mệt ở 10 phút, ngày mai bạn thấy 500m bạn mệt ở 10 phút 30 giây thì sao? Khi bạn ghi chép lại, bạn sẽ có một cái sự tự kiểm tra cơ thể của bạn, tự kiểm tra bản thân và thúc đẩy bản thân là bạn sẽ phải tiến bộ vượt hơn. Tại vì bạn nhớ là hôm đó mình đã hoàn thành trong 10 phút rồi, hôm nay mình phải hoàn thành với mức dưới mức thời gian đó. Tương tự là những bài như jumping jack và chạy nâng cao đùi, bạn phải gia tăng cái số lần lặp lại của nó ở một mức nhiều hơn nhưng trong giới hạn thời gian. Ở đây mình muốn nói là ví dụ như là hôm nay bạn hãy nhớ là bạn ví dụ bạn canh đồng hồ lúc 8:30 bạn tập jumping jack, bạn hoàn thành xong 3 bài đó là 8:35. Bạn không thể nào là qua ngày mai đồng ý là cái số lần bạn tăng lên, nhưng mà không thể nào mà qua ngày mai bạn chỉ nhảy 35 nhân 3 jumping jack so với bữa nay là 30 nhân 3 jumping jack mà bạn tăng thời gian từ 5 phút lên tới 15 phút trong một bài tập. Như vậy nó là quá nhiều. Bạn phải tự kiểm soát được cái vấn đề. Thời gian là cốt yếu của cái vấn đề là bạn luyện tập, chứ không phải là bạn tập bài tập gì và bạn tập như thế nào. Mình không khuyến khích các bạn mới vô phòng tập mà các bạn phải lo lắng là các bạn sẽ suy nghĩ là hôm nay chúng ta tới đây để chúng ta tập cái máy nào. Ví dụ như mới với phụ nữ, thậm chí với nam giới mà lâu rồi các bạn không tập gym, các bạn không tập luyện thể thao vì các bạn nâng được một cái cục tạ nặng để các bạn đốt được khối lượng calo lớn hay là xây dựng cơ bắp nó săn chắc, đó là điều không tưởng và không thể. Các bạn sẽ không thể nâng một cục tạ trừ khi bạn là quá khỏe hoặc là bình thường công việc của bạn là lao động chân tay. Chứ mà với dân văn phòng mà kêu họ lâu rồi họ không đi tập lại, hoặc là công việc của bạn là những công việc quản lý, công việc chuyên môn cao, công việc lao động trí óc mà lâu rồi bạn vô phòng tập, bạn không cách gì mà bạn tập được cái máy tập tạ nặng á, nó rất là khó. Còn nếu bạn tập quá nhẹ, ví dụ bạn gài có 5kg 10kg bạn đẩy, nó không có tác dụng gì, bạn không đốt nhiều calo so với việc bạn tập những bài ví dụ như là chạy bộ và tăng tốc dần nó lên trong giới hạn thời gian, chứ không phải là bạn ôm cái máy chạy lâu nha, nhảy cho mình chắc và chạy nâng cao đùi. Bạn chỉ cần như thế thôi, đơn giản và hiệu quả, không cần phức tạp, bạn dễ nhớ nữa, đúng không? Rồi, chúng ta đến với ngày thứ hai. Chúng ta sẽ tập phần thân trên và bụng. Ở phụ nữ, thân trên nó sẽ có nhiều vấn đề. Ví dụ như là vòng 1 nó không đủ săn chắc và nó hơi dễ bị chảy xệ. Cái phần chỗ này nó dễ bị tích mỡ, phần mỡ ở dưới cánh tay, phần mỡ ở phần lưng. Như vậy thì cái ngày tập thân trên đối với người mới bắt đầu, chúng ta sẽ tập một cách đơn giản nhất. Đầu tiên đó là bài chống đẩy, hay còn gọi là bài hít đất. Chúng ta sẽ tập một cách đơn giản như thế này. Thân trên, nhóm cơ, ngực. Rồi, chúng ta sẽ có một cái hình ảnh cơ bản của bài hít đất. Đây là một hình ảnh của nam tập bài hít đất. Với phần lớn phụ nữ, đây là một thử thách mà các bạn sẽ không thể tập luyện được. Phần lớn nha. Còn những người mà tập thể thao thường xuyên khỏe quá thì mình không nói rồi. Một cái bài tập như thế này nó tác động vào, nó làm và nó làm bạn săn chắc cỡ cơ tay, cả cơ tay sau, cơ bả vai, phần ngực và cả một phần lưng. Nó tác động rất là lớn. Nhưng với phụ nữ, bạn làm sao để các bạn có thể tập luyện được như vậy khi mà bạn không thể chống tay hít trên mặt đất? Thì cái giải pháp ở đây đó là bạn hãy đặt cái gối xuống
móc hai cái chân của mình về phía sau và giữ người đẩy trong tư thế chống đẩy xuống mặt đất. Hoặc là khi mà bạn không thể thực hiện nó nữa thì thay vì chống đẩy hít đất trên mặt đất, hãy bạn hãy kê trên một cái bàn nó cao như thế này đó. Cái bàn nó cao như vậy thì bạn hoàn toàn có thể hít xuống rất là dễ như thế gì. Để tay ra trước, nhớ giữ thẳng người, hít xuống. Đơn giản không? Đơn giản hơn rất là nhiều. Tại vì cơ bản là bạn sẽ không quen. Khi mà bạn đổi cái góc độ nó tăng dần lên thì nó sẽ là một bài tập hiệu quả cho bạn. Nhưng nên mình ghi ở đây, đó là một đầu tiên, đó là bài hít đất. Rồi còn gọi là chống đẩy, bust up á. Nghĩa là không phải, nhưng mà với bạn, bạn nên nhớ là hãy ghi lại là ngày hôm nay bạn chỉ có thể thực hiện cái bài chống đẩy này 3 hiệp 10 lần với độ cao như thế nào. Ví dụ hôm nay là cái bàn, ngày mai các bạn này, ngày mai tuần sau chứ, cái bàn này nó sẽ phải thấp xuống một chút. Tuần sau nữa cái bàn này nó sẽ phải thấp xuống một chút nữa. Tuần tới nữa nó phải thấp xuống đến khi nó ngang bằng với mặt đất và bạn chống trên mặt đất. Khi đó là cái lực tay của bạn nó đủ khỏe để mà nó có thể giữ gìn cái cơ thể của bạn nó săn chắc và săn chắc bắp tay. Bạn dễ dàng bạn tìm thấy nếu bất kỳ một người phụ nữ nào có thể chống tay hít đất được như nam, bắp tay của họ cực kỳ thon gọn và săn chắc. Nhưng họ cũng không có cơ bắp được giống như nam, bởi vì thậm chí đến với những bạn nam bình thường, việc mà họ có thể hít đất được 20 cái liên tục trên mặt đất, nó cũng chỉ giúp cho họ trở nên săn chắc cái phần bắp tay thôi. Nó không giúp cho họ có khối cơ mà lớn to đồ sộ hay bắp tay đồ sộ, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Để mà thực hiện được cái việc cơ bắp nổi cuồn cuộn, cái số lần nó phải là trên 80, thậm chí trên 100. Và yên tâm, phụ nữ các bạn không làm được việc đó, cho dù các bạn luyện tập nhiều tới mức độ nào đi chăng nữa. Trừ khi những vận động viên hay sử dụng thuốc kích thích thôi. Cái đó thì không nói rồi, chị buồn tin rằng sẽ không làm việc đó. Điều thứ hai, một cái vấn đề còn khắc phục nữa, đó đối với phụ nữ, đó là phần nhóm cơ lưng ở phía sau nè. Thường phụ nữ rất hay dễ bị đau lưng và có cái tư thế đi hơi khòm. Cái việc bạn đi tư thế hơi khòm, một là nó tác động, nó làm sệ cái phần ngực của bạn. Hai là làm bạn lùn đi một chút. Ba là cái dáng đi của bạn nhìn nó sẽ rất là xấu, nó không đẹp. Rồi chúng ta sẽ đến với một bài tập lưng quen thuộc và đơn giản để các bạn có thể tập và khắc phục nó. Các bạn có thể tập ở bất kỳ đâu, thậm chí các bạn bài tập lưng này các bạn có thể tập ở nhà mà các bạn không cần dụng cụ quá phức tạp, hoặc là cũng không cần máy móc hay máy kéo như thế nào hết. Đó là bài chống tay trên băng ghế và kéo lưng. Đây nó còn việc chống tay trên băng ghế và kéo lưng như thế này. Bạn cần một cục tạ đơn, thì cái cục tạ đơn này nó chỉ cần bạn cầm một cái cục tạ đơn khoảng từ 6 đến 8 kg. Khi bạn chống tay lên băng ghế, bạn khép khuỷu tay lại, bạn kéo lên về sau, chống tay lên, khép khuỷu tay lại và kéo lên về sau như thế này. Nó làm tạo ra sức ép, cũng như là khi bạn kéo, bạn hãy lưu ý đến việc là bạn phải ưỡn cái ngực lên và khép khuỷu tay lại. Việc tập luyện những động tác này nó làm cho tác động vào phần nhóm cơ lưng ở phía sau của bạn và cái phần chỗ này nè, còn gọi là nhóm cơ xô á. Nhưng mà ở nam thì họ tập phải rất là nhiều nó mới bự được. Và nam thì thậm chí có thể là hít xà đơn mà không cần trợ lực từ trên 15 cái thì nhóm cơ chỗ đó nó mới to được. Nên nếu các bạn nữ các bạn chỉ tập cái cục cỡ tầm 6 kg thì các bạn cũng không cần phải lo là cái lưng của bạn nó không còn thon gòn mà nó trở nên nó bè, nó cơ bắp giống như nam. Các bạn phải tập rất nhiều. Bạn chỉ cần tập ở mức cỡ 6-8 kg là bạn đã mệt lắm rồi. Thậm chí bạn nào khỏe hơn bạn cuốn ở mức 10-12 kg một cục tạ gì 10-10 kg đối với phụ nữ nặng chứ. Và như vậy là phù hợp để bạn có thể sở hữu một cái bờ lưng thon gọn và săn chắc. Rồi chúng ta sẽ có bài kéo lưng ha. Lần thứ hai. Rồi đến với một bài tiếp theo nữa, đó là cái bài tập cho phần bắp tay phía trước và phía sau nó thon gọn. Đối với phụ nữ, cái phần bắp tay các bạn ít làm những công việc nặng nhiều, phần bắp tay nó thường nó không đủ săn chắc giống như nam giới. Thậm chí với nam giới nếu không tập luyện thường xuyên, bắp tay vẫn rất dễ tích mỡ. Như vậy thì chúng ta chỉ còn một cục tạ đơn, các bạn thực hiện động tác đứng cuốn luân phiên từng bên tay như thế này. Lưu ý là chậm chậm xuống kiểm soát, tránh việc quăng quật cái cục tạ đơn. Với nữ các bạn cầm cỡ cục tạ 3-4 kg, các bạn đứng các bạn cuốn là vừa rồi, không cần phải quá nặng, đúng không? Xuống, lên, xuống, hít vào, lên, thở ra, thực hiện lại 12 lần cho mỗi bên tay và 3 hiệp cho mỗi bên tay. Tiếp theo cuốn tạ đơn ghi vô nha. Rồi tiếp theo của ngày tập thân trên,
thì chúng ta sẽ tập một cái bài tập là cơ tay sau như thế này. Trả đơn, bạn cần một cái cục trả đơn vừa thôi, các bạn đưa qua đầu tập. Những bài tập này nó sẽ tác động trực tiếp vào nhóm cơ tay sau của bạn. Lưu ý là cái khuỷu tay của bạn cần phải giữ chặt và bạn nắm cái trả đơn như thế này. Ví dụ đây là cái trả đơn ha, cầm hai bên đưa xuống như thế này, đưa lên. Thì bạn hãy lưu ý là những cái phần này bạn hãy dùng, bạn cảm nhận á, bạn rơi xuống nó căng hết cỡ, bạn dùng sức bạn kéo lên, nó sẽ tác động và dễ dàng làm săn chắc phần cơ tay sau của bạn. Tất nhiên là với cục tạ 6kg hoặc là thậm chí là 8kg mỗi bên, bắp tay của bạn nó sẽ không to giống như nam giới như thế này. Bởi vì đã to như thế này, bạn có thể nâng như thế này tới hai mấy tới 30kg lần. Rồi, nên bạn cứ yên tâm bạn tập nha. Ok, chúng ta sẽ có 4 bài nâng trả đơn qua đầu tay sau ha. Rồi, như vậy thì vừa rồi là cái ngày tập thân trên thì các bạn đã có 4 bài bao gồm là hít đất, kéo lưng, cuốn trả đơn, nâng trả đơn qua đầu, tập tay sau. Chúng ta sẽ xen kẽ thêm 3 bài tập bụng, nghĩa là cái ngày hôm nay thật sự là các bạn tập khá là nhiều. Nhưng các bạn sẽ không mệt bằng cái ngày tập thể lực, bởi vì những bài này tập nó chỉ mỏi thôi nhưng các bạn sẽ không mệt được. Không ai mà cầm cục đã đơn đưa qua đầu gì mà các bạn ngồi thở hồng hộc hay là tái xanh tái mét cái mặt hết, nên các bạn phải tập nhiều hơn. Đó là như thế này, cái ngày mà tập thể lực á, bạn tập ít bài hơn nhưng những bài đó nó hao của bạn lượng calo lớn và làm bạn mỏi. Thì ngày hôm sau, cái buổi hôm sau, bạn nên tập nhẹ lại một chút. Tại vì bạn là người mới bắt đầu. Nếu mà bạn là người mới bắt đầu mà bạn vô một cái lịch mà dập cho bạn 3 ngày liên tục, ngày nào bạn cũng mệt, bạn sẽ rơi vào trạng thái là bạn rất oải và bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Quy tắc mà mình thiết kế bài tập đó là làm cho bạn cố gắng đi tập đều trong giới hạn bình thường và bình quân. Chứ mình sẽ không thiết kế bài tập cho người mới bắt đầu theo kiểu là hành cho hạ oải. Tại vì khi mà bạn quá oải, bạn quá mệt mỏi với những bài tập đó, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc và cái chương trình tập luyện của bạn nó sẽ ngưng. Một thời gian sau bạn sẽ mới phải quay lại được. Và đó là một việc nó phản khoa học, nó không hề hợp lý. Bạn hiểu không? Rồi, nên cái ngày tập thân trên, chúng ta sẽ phối hợp với 3 bài tập bụng đơn giản, đó là bài cuộn bụng, bài tập plank và bài tập đá chân. Rồi, mình sẽ đi nhanh cái phần này, bài tập cuộn bụng, bài plank và bài đá chân. Đây là những bài tập cuộn bụng nè. Đây. Rồi các bạn có thể thấy cuộn bụng đơn giản là như thế này thôi. Cuộn bụng. Cuộn bụng ha, gập bụng lên. Bài tập này thì các bạn tập 3 hiệp, mỗi hiệp 15 cái nha. Rồi bài này thì hướng dẫn rất nhiều rồi, có thể mình sẽ không hướng dẫn đặt lại. Rồi bài tập tiếp theo là bài tập plank. Hãy tập cố gắng khoảng từ 30 giây đến 1 phút. 30 giây đến 1 phút nha. Giữ yên người trong tư thế này khoảng 30 giây đến 1 phút. Rồi, bài tập thứ 3 là bài tập đá chân lên. Nó sẽ tác động nhiều vào phần nhóm cơ bụng dưới của các bạn, hỗ trợ rất là tốt cho việc gọn cái mỡ bụng. Tại vì phần lớn phụ nữ tập cái mỡ bụng của họ ở phần dưới này rất là nhiều. Vậy cái bài tập đá chân lên như thế này nó sẽ tác động vào cái phần cơ bụng dưới của bạn rất là nhiều nha. Đá chân lên như vậy nè. Đó, đúng rồi. Đó, đá chân lên như vậy. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có 3 bài tập bụng rồi ha. Rồi, qua đến ngày tiếp theo, ngày chân và ngày bụng. Cái ngày đầu tiên thì mình khuyến khích các bạn tập thể lực. Nhưng một cái ngày trong tuần khác là ngày thứ 3 của buổi tập trong tuần, mình khuyến khích các bạn nữ tập mông, đùi, chân. Rồi, vậy thì đến nay nhiều bạn sẽ nghĩ là chúng ta sẽ tập những bài như là squat, deadlift. Thôi không, nếu các bạn đã xem nhiều tài liệu, các bạn sẽ cảm thấy là với nam giới họ hay thích sức mạnh. Họ khuyến khích mình, bản thân mình là nam mình cũng thích như vậy. Nhấc tạ nặng hơn 80-90kg, 100kg gánh tạ, với phụ nữ mình thấy cái điều đó không cần thiết lắm. Đặc biệt là với độ tuổi, ví dụ như bạn đã trên 30 tuổi, có nhiều vấn đề của nó. Bạn nên tập trung giảm mỡ với những bài tập đơn giản hơn, hiệu quả hơn. Rồi, bài đầu tiên bạn không cần phải tập nặng, nhưng có những bài tập bạn không tập nặng nhưng mà cầm tạ bạn tập sẽ rất mệt. Ví dụ như thay vì bạn tập bài squat với thanh tạ đòn đặt trên lưng, nó có nhiều vấn đề về thắt lưng, xương sống, khớp gối gì đó, nhiều lắm. Bạn không cần phải quan tâm đến vấn đề đó. Mình khuyến khích bạn tập cái bài là cầm tạ bước dài. Bạn chỉ cần mỗi bên cục tạ 4kg thôi, bạn tập cái bài bước là bạn sẽ rất rất là mỏi cái chân của bạn. Cầm tạ bước dài về trước. 2
Nghĩa là thay vì một cái bài như thế này thì bạn hãy cầm tạ bước dài về trước. Cầm tạ mỗi bên bước dài về trước, đó là ngày đập chân. Bạn sẽ rất mau mệt với bài tập này, bởi vì cùng một lúc cái chân của bạn nó phải hoạt động, nó giữ thăng bằng. Đó là cách để mà bạn đốt được cái năng lượng lớn trong cái ngày mà bạn tập chân. Hãy bước mỗi bên chân khoảng 10 đến 12 lần và tập hiện là 4 hiệp. Cái ngày tập chân chúng ta sẽ không tập nhiều, chúng ta tập vài bài thôi. Nhưng mà mỗi bài chúng ta sẽ tập 4 hiệp. Bước với tạ đơn nhé. Với tạ đơn. Rồi. Sau cái bài này chúng ta sẽ đến với bài là nhảy xa. Một thử thách đơn giản là hãy lấy cái thước kéo 1,5 m ra. Bạn hãy nhảy quanh nó 4 hiệp 15 cái. Tổng cộng là 60 cái, bạn sẽ rất mệt với bài tập này. Cam đoan với bạn luôn, 1,5 m nhảy xa. Tại sao bạn lại mệt với bài tập này? Bởi vì bạn phải quăng trọng lượng cơ thể của bạn 55kg đến 60kg đi một quãng đường 1,5 m. Nó rất là mệt. Rồi, bài tiếp theo. Mình muốn bạn thực hiện một bài tập nó vừa liên quan đến chân, vừa liên quan đến thể lực. Đó là hãy chạy với tốc độ nhanh trong một quãng đường 200 m. Hãy chạy, thử bước lên máy chạy. Cố gắng bình tĩnh, nở dài bước chân ra và chạy cái khoảng cái đường, cái vận tốc khoảng 12 km/h với một khoảng cách là 200 m. Chỉ còn như vậy thôi, bạn sẽ rất mệt và rất mỏi chân. Xong rồi, ngày tập chân chỉ nhiêu đó thôi, 3 bài. Nhưng mà tập lại 4 lần nha. Nghĩa là cái bài chạy 12 km với 200 m bạn cũng phải thực hiện 4 lần. Và bổ sung thêm là ngày tập chân bạn sẽ tập lại 3 bài tập bụng của ngày hôm trước. Bạn đã có một ngày bạn nghỉ rồi, cái lịch tập này là tập một ngày, nghỉ một ngày, mình tập 2-6 hoặc 3-5-7 trong tuần đều được. Như vậy bạn đã có ngày tập chân, bước tạ, nhảy xa và chạy tốc độ cao với 200m cộng thêm 3 bài tập bụng. Rồi, một cái lịch tập như vậy mình thấy thật sự rất ok đối với phụ nữ trong tuổi khoảng từ 25-40 nha. Lâu lắm rồi chưa đi tập, cao có 1m55-1m65, nặng khoảng 55-65kg. 3 buổi một tuần, giảm mỡ eo thon, rất đơn giản. Rồi, hãy tập tại phòng gym của bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo.